Thời điểm cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, khắp nơi trên cả nước, trong đó có tỉnh Hưng Yên, giá đất nền tăng cao đến chóng mặt ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Thời điểm này, khi thị trường bất động sản đã hạ nhiệt, thì hệ lụy của nó đến đời sống kinh tế ngày càng được bộc lộ rõ. Liệu rằng bất động sản có phải là kênh đầu tư an toàn và siêu lợi nhuận như nhiều người vẫn đồn thổi hay không? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phóng sự Sốt đất ảo, hệ lụy thật. Sốt đất, đó là thực tế diễn ra ở nhiều địa phương thời gian qua. Từ những nơi có kinh tế phát triển, vị trí thuận lợi, nhu cầu nhà ở cao như thành phố Hưng Yên, thị xã Vĩnh Hảo, huyện Văn Lâm, Văn Giang đến những vùng quê của huyện Tiên Lữ, Phù Cử, Ân Thi. Những phiên đấu giá đất giãn dân đông như hội, thu hút vài nghìn người tham gia, thậm chí địa phương phải bắt cả sạp để phục vụ. Các sàn giao dịch bất động sản mọc lên như nấm. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Hưng Yên có hàng chục sàn giao dịch mọc lên trong thời gian ngắn. Trên khắp các trang mạng, thông tin giao bán đất tràn lan, ngày càng có nhiều người tự xưng là nhà đầu tư môi giới bất động sản. Tuy nhiên, đằng sau sự sôi động ấy là khoảng lặng khi cơn sốt đất đi qua. Nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng sốt đất trong cái giai đoạn vừa qua thì do một số các thông tin quy hoạch nó có thể bị méo mó. Nhiều người dân người ta không nắm được thì cò đất có thể là đẩy sốt ảo lên. Nguyên nhân tiếp theo là có thể là cái lãi suất ở ngân hàng nó vẫn còn hơi thấp. Cho nên là người dân cũng đổ xô đi vào cái thị trường bất động sản. Tiếp theo là cái tâm lý đám đông. Ví dụ một người đầu tư thành công thì có thể là trao đổi, có thể chia sẻ những câu chuyện đấy cho rất nhiều những người bạn bè, anh em, họ hàng của mình, dẫn đến là người người nhà nhà cùng tham gia vào cái thị trường bất động sản. Những phiên đấu giá đất giãn dân là minh chứng rõ nét nhất cho việc giá đất bị đẩy lên cao. Giá chúng nhiều nơi cao gấp từ 3 đến 4 lần so với giá khởi điểm. Đất giãn dân hay khu dân cư mới được quy hoạch với mục đích phục vụ mưu cầu đất ở của người dân địa phương. Tuy nhiên thực tế, tại các buổi đấu giá cho thấy, phần lớn những người trúng giá đều là những nhà đầu tư từ nơi khác đến. Trong khi đó, người dân ở nhiều địa phương có nhu cầu thật về đất ở không thể trúng nổi vì giá quá cao. Một số các trường hợp là đầu cơ. Đấy. Còn thực chất người dân ở đây mua để ở thì có rất là ít. Theo thống kê của chúng tôi, 190 suất này thì chúng tôi thống kê và tổng hợp lại thì chỉ có tầm độ hơn 20 suất của xã Hòa Phong chung đấu giá đợt này. Nhà thì có hai người, con trai thì cũng muốn là mua một suất đất để cho anh ấy ra ngoài này anh ở. Thế nhưng sau khi mua hồ sơ xong, thế và đến đấu thầu thì giá đất nó cao quá. Mà số tiền của mình thì không đủ, hầu như những người địa phương cùng tôi đi về. Không dám mở lại nữa, bởi vì giá cả nó quá mắc. Như một hệ lụy tất yếu của việc giá đấu bị đẩy lên quá cao, đó là tình trạng bỏ cọc diễn ra ngày càng nhiều. Cụ thể là dự án đấu giá đất nền của xã Hòa Phong, thị xã Minh Hào có 179 suất đấu giá thì có tới 52 suất bỏ cọc. Dự án khu dân cư mới xã Dị Chế có 110 suất đấu giá, kết thúc hạn nộp tiền đã có 39 suất bỏ cọc. Hay dự án khu dân cư mới số 5 thị trấn Trần Cao có 164 suất đấu giá, sau đó đã có 50 suất bỏ cọc. Anh Dương Văn Tiến ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã có hơn 10 năm tham gia kinh doanh và môi giới bất động sản, tham gia hàng trăm cuộc đấu giá trên địa bàn tỉnh, chia sẻ nhiều lý do dẫn tới tình trạng bỏ cọc. Người dân mình đi đấu giá dẫn đến bỏ cọc, nguyên nhân chính là nguyên nhân không đánh giá được cái khu đất mình đã trúng đấu giá, không bám sát được thị trường. Có những lần đấu giá nó bình thường thì giá trị thật, còn có những lần đấu giá nó sẽ nóng, bởi vì nếu mà lượng người đông thì nó rất nóng. Nếu mình không có một cái đầu đủ tỉnh táo, đủ lạnh thì mình sẽ bị hiệu ứng đám đông. Tôi của mình nó lên thì tôi muốn phải thắng cái cuộc đấu giá, xong cái có giao dịch ngay, đấy là giao dịch rất sóng đấy, thì người ta sẽ thắng lợi. Thế nhưng mà có những cuộc đấu giá xong một tuần không thấy ai hỏi là bắt đầu bỏ cọc để làm phi vụ khác. Trường hợp đặc biệt có một vài đại gia, người ta đã có sẵn 5-10 lô đất ở đấy rồi, cái suất này thật cao lên để người ta làm dung chuyển cái thị trường đấy lên. Người ta chấp nhận bỏ cọc 100-200 triệu ở cái lô đất đấy để người ta bán được những cái lô kia sinh lời. Việc mua đất không xuất phát từ nhu cầu thật
đã biến nhiều khu đất đấu giá trở thành những bãi đất bỏ hoang, gây lãng phí. Gần 2 năm trước, dự án NU9 thuộc xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên khi đấu giá đã gây bất ngờ cho nhiều người bởi mức giá quá cao. Có hơn 100 suất đấu giá, sau đó thì có tới 70 suất bỏ cọc. Số tiền bỏ cọc lên tới hơn 6 tỷ đồng, cao kỷ lục tại thời điểm đó và càng kỷ lục hơn vì từ ngày đó đến nay không có bất kỳ ngôi nhà nào mọc lên và khu đất đắc địa của thành phố trở thành bãi đất hoang. Vài tháng trước, khu dân cư mới thị trấn Trần Cao được đấu giá với mức chúng có vị trí lên tới 53 triệu đồng một mét vuông cũng gây nhiều ngỡ ngàng. Từ đó đến nay, thứ duy nhất xuất hiện ở nơi đây là cơ man tấm biển, số điện thoại giao bán, cầm cố đất. Dân đầu tư thế nào mua nhiều quá, nó giá ảo lên chứ làm gì có cái giá đấy. Người ở như các chú hầu như là cứ tham gia là nào độc trượt. Xuất hiện cái tình trạng là sáng đấu giá, chiều như vậy là có số điện thoại bán đất là nhan nhản. Như thế này là những người nghèo, những người cận nghèo thì có lẽ là muôn đời không bao giờ có đất. Nói chung đi đấu này trúng cũng khổ mà không trúng cũng mệt. Thường nhiên giá cao quá, nguyên nhân bỏ cọc là cái giá đội lên nhiều quá. Thị trường bất động sản thời gian qua được nhiều người ví như một quả cầu lửa nóng bỏng. Các nhà đầu tư truyền tay nhau, mỗi người tăng giá một chút và đến người ôm quả cầu lửa cuối cùng sẽ là người chịu hậu quả nặng nề nhất. Cuối năm 2020, tôi cũng dành dụm được món tiền, thì tôi mua được suất đất. Thì có vài hôm thôi thì được lời ra mấy chục triệu, thấy phấn khởi, thích quá. Thế là nhân tiện là có kỳ đấu giá đất, thế là tôi mới mua hồ sơ lại. Tất cả anh em bạn bè góp ý cứ bảo là không buôn gì lãi bằng buôn đất. Tôi nhờ anh chị em vay hộ ít tiền, xong là nhà lại tiện có sổ đỏ nữa, thế là cắm ở ngân hàng. Thế là mua 2 suất đất gần 4 tỷ ở đây. Thế khi được trúng thầu thì mới bắt đầu thì cũng phấn khởi. Nhưng về được 1-2 tháng sau thì áp lực tiền lãi. Bây giờ mỗi một tháng là gần 20 triệu tiền lãi. Thấy hoảng sợ, bây giờ thì giao bán thì lại đấy im lìm. Có thể kể không hết những người khánh kiệt tài sản, thậm chí vỡ nợ khi ôm đất. Dòng tiền đổ vào bất động sản khi sốt cũng khiến cho sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực bị trì trệ. Các doanh nghiệp kém mặn mà khi đầu tư vào những địa phương có giá đất cao vì chi phí giải phóng mặt bằng lớn. Cùng với đó, một bộ phận không nhỏ những người bỏ công việc đang làm lao vào kinh doanh môi giới đất đai như một miền đất đầy hứa hẹn thay vì chăm chỉ làm công việc vốn có. Nhưng có lẽ người bị ảnh hưởng lớn nhất, thiệt thòi nhiều nhất chính là số đông công nhân lao động. Giá đất càng tăng cao làm cho câu chuyện an cư lạc nghiệp của nhiều người lao động càng trở nên xa vời. Hai vợ chồng là công chức nhà nước, lương một tháng được có chục triệu thôi. Bây giờ giá đất này nó cao quá này thì không biết đến bao giờ có tiền đâu mà mua nổi miếng đất mà xây nhà, làm nhà mà ở. Ôi giời, tôi thấy chán lắm, nhiều lúc nghĩ vào thế này chả nhẽ cứ đi thuê đi ở trọ mãi thì cũng khổ. Trước tôi bán đất được 230 triệu, chạy đi nước ngoài 3 năm thì thu được hơn 500 triệu. Muốn chuộc lại suất đất để mà bây giờ suất đất nó lên gần tỷ. Ra nước ngoài để làm thuê làm mướn để cải thiện được cuộc sống nó khá hơn. Nhưng mà không ngờ lại thành tụt lùi về đến quê hương, đất mất, không có gì hết. Có biết bao cảnh cuốn cùng của người lao động vì không thể mua đổi đất. Nhiều nhà đầu tư ôm đất nhưng không thể bán hoặc không đành lòng bán với mức giá thấp hơn giá đầu tư. Bất động sản không phải là kênh đầu tư siêu lợi nhuận như nhiều người vẫn lầm tưởng. Nếu không có đủ hiểu biết, thông tin và kinh nghiệm sẽ dẫn tới khốn cùng, thậm chí phá sản. Mỗi người hãy tỉnh táo, đừng biến mình trở thành nạn nhân của cơn sốt bất động sản. Đừng tin theo những con số ảo sau mỗi lần đấu giá để rồi trắng tay sau khi cơn sốt đất đi qua.